Vâng, xin chào cả nhà nhé. Xin chào những bác yêu thích xe đạp bãi Nhật nói chung và những bác yêu thích dòng xe thủy thủ, xe cổ nói riêng. Và hôm nay em mới về một con xe thủy thủ đấu giá ở bên Nhật. Chiếc xe sản xuất từ những thập niên 70, rất chi là chất. Chiếc xe nguyên bản zin đét 100%. Tất cả xe đấu giá bên em đều có giấy tờ nha. Chiếc xe này là chiếc xe đấu giá và xách tay về Việt Nam, về kho bên em. Một chiếc Bentley, một chiếc xe hàng nội địa Nhật. Các bác đang xem video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Và sau đây là em sẽ đi chi tiết về cấu hình của chiếc xe. Và các bác xem hết video, em sẽ báo giá chiếc xe này cho các bác xem nhé. Các bác yêu thích xe cổ thì hãy xem hết video này nhé. Xe này là có độ đồ chơi, tuy nhiên là nó độ ở bên Nhật luôn đấy các bác ạ. Nó có giấy tờ, lát nữa em dọi cho các bác xem về cái khung cấu tạo đồ chơi của xe. Đây là giấy tờ đây các bác này. Đây. Giấy tờ đây nhá, em đang xếp như này. Nó có cả sách hướng dẫn sử dụng xe cũng như chế độ dinh dưỡng khi đi xe đạp thể thao. Đấy. Thời xưa rất chi là chất và có tem bảo hành của xe đang còn. Rất chi là chất cũng như là bảng thiết kế. Độ thiết kế của khung sườn xe nguyên bản cũng như là khi đã độ, nó cũng có bản thiết kế hết nhé. Còn đây là thùng của nó này các bác, thùng của nó đây, thùng nguyên zin của nó bên Nhật luôn nhé, toàn chữ tiếng Nhật à. Các bác thích thì các bác về dịch là ra thôi. Một chiếc Bentley nhé các bác. Xe này là của công ty trách nhiệm hữu hạn Mazuki Bentley. Đây một chiếc Harley Bentley. Xe đây nha các bác. Rất chi là đẹp. Em sẽ đi xung quanh của xe trước đi cho các bác xem đi. Bộ đèn trước của nó này các bác này. Đèn rất đẹp luôn. Thiết kế đèn. Thiết kế bộ đèn rất chi là hầm hố nha các bác. Hai đèn sáng hai bên. Đằng trong luôn, đang còn mới keng sao beng luôn. Đèn sinh nhan ở hai bên luôn. Cụm đèn rất chi là chất. Xe có đồng hồ công tơ mét đây các bác. Nguyên bản zin đét theo xe luôn. Của Sanyo nhá. Rất chất. Đo công tơ mét khi các bác đi tốc độ là nó sẽ đo đấy. Nguyên zin theo xe luôn nhá. Di động cổ tàng này. Sáng choang luôn. Rất mới, rất đẹp. Hộp số của nó các bác. Hộp số được như khung ngang nhá. 5 số. 5 lít. Nguyên zin theo xe luôn. Bề đàn đùi của nó rất chất nha các bác. Kỳ chất luôn. Đùi tất cả số khung, số tem đang còn nguyên zin đét luôn. Logo mặt trước, logo của nó Bentley. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Mazu Bentley. Em dịch tiếng Nhật thì có vậy thôi, tuy nhiên là một thương hiệu xe cũng rất nổi tiếng, dòng xe thủy thủ bên Nhật đấy. Lốp Bentley Sports FX. Xe này thì đĩa phanh sau của nó là phanh đĩa dầu nhá. Phanh trước là phanh gọng C 2 mãnh. Lát này em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Các bác cứ xem này, in của nó này. Bentley Sports này. Chiếc in thể thao cực chất luôn. Đường khâu caro rất chi là đẹp, đang còn mới, mới keng sao beng luôn các bác. Cụm đèn sau của nó đây, rất chất. Bentley, Bentley, chắn bùn, vẫy một miếng nhựa, vẫy đùi cá rất chi là phong cách thể thao luôn. Hộp dầu của nó đây các bác, hộp dầu, đây. Dầu Mazu Bentley đây các bác, Mazu Bentley nhé. Yamaguchi
Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn rồi Marubeni Yamaha Gucci nhá, Yamaguchi. Có địa chỉ đàng hoàng các bác. Ở trên giấy tờ nó sẽ soi đấy. Lát để em soi qua cho các bác xem. Các bác có thể về, nếu mua chiếc xe các bác có thể về là mở Google dịch ra, trên giấy tờ nó có đầy đủ chi tiết hết đấy. Một chiếc xe đấu giá nguyên bản zin đét 100%. 5 lít. Một đĩa 5 lít nguyên zin đét luôn, từ ốp xích ốp đĩa. Tất cả là nguyên zin đét nhá. Chiếc xe này có độ đèn ở bên Nhật luôn rồi nhá. Về đến đây là nguyên bản nha các bác. Và nó có cái sơ đồ thiết kế đồ chơi thêm trên một cái miếng giấy. Lát nhà em soi cho các bác xem. Vâng. Các bác đang xem video cho em xin nốt like đi. Nó đăng ký kênh đi các bác. Có gì cho em xin thêm một comment cho nó rực rỡ trong kênh nhá. Cảm ơn các bác. Và sau đây em sẽ đi chi tiết này. Một chiếc Harlin Bunny. Chiếc xe thủy thủ sản xuất ở những thập niên 70, rất chi là chất. Một chiếc xe đã độ đèn ở như bên Nhật luôn. Một chiếc xe của công ty trách nhiệm hữu hạn là Marubeni Yamaguchi của thủ đô Tokyo nhá. Công ty này là đến từ thủ đô Tokyo nha các bác. Mời các bác xem chi tiết cấu hình này. Ghi đông pô tăng của nó đây các bác này. Ghi đông pô tăng của nó là ghi đông pô tăng nhá. Mạ inox sáng choang luôn. Trắng. Nguyên zin đét. Từ chén cổ nắp vòng. Đang còn mới keng luôn các bác ạ. Chưa chảy xước nhá, không chảy xước nhá. Không có chảy xước. Tay phanh là tay nhôm rồi. Tay phanh trái phải là tay nhôm nhá. Đấy. Còi đấy các bác, kêu đấy. Đó. Còi rất kêu đúng không các bác? Rất hay. Logo của nó là gắn mặt trước của khung nhá. Xe với gam màu sơn của nó là sơn đen nhá các bác. Sơn đen zin đét theo xe luôn rồi. Phanh trước của nó là phanh gọng C 2 mảnh nhôm. Gọng C 2 mảnh nhôm. Đấy, bộ đèn của nó đây này. Đèn của nó là có hai bóng, và hai bóng sáng ở phía dưới, ở tầng dưới, và hai bóng xi nhan màu vàng ở phía tầng trên. Đấy, có hộp đèn, trang bị cụm đèn rất chi là chất. Xe là có trang bị khóa luôn à, khóa của hãng luôn, của Benny Bixi. Khóa chống trộm này các bác, khóa càng trước. Đây là dây nhá, dây là dây đo vòng bánh quay của xe nhá, để chạy truyền lên công tơ mét đây các bác. Để các bác đi với tốc độ như thế nào đó thì nó sẽ báo trên công tơ mét nhá. Mayer trước của nó là mayer nhôm zin theo xe rồi. Ốc trục của nó là ốc trục mạ inox có núm nhựa bảo vệ rất chất. Vành xe là vành inox nha các bác, sáng choang luôn. Vành inox. Và nan hoa của nó là nan hoa inox chân đồng nhá. Nan hoa loại inox chân đồng zin theo xe luôn rồi. Lốp là lốp của Benny. Đó, lốp zin theo xe, đang còn rất mới luôn. Chưa vận chuyển, chưa lăn bánh bao giờ nhá. Chưa di chuyển đâu. Có thì chỉ rắc ra rắc vào thôi các bác ạ. Rè của nó là rè cũng rè mạ inox nhá. Sáng choang luôn. Đũa rè cũng là đũa rè inox luôn rồi, mạ inox luôn rồi. Rất chất. Đấy, đuôi rè trước của nó thì cũng có một miếng cao su này. Một miếng cao su dẻo. Đó, có tem chữ Benny đây các bác. Rất chất. Đây logo này, các bác xem logo của nó này. Đó. Mặt trước của khung nhá. Chung của nó là chung zin theo xe rồi. Chung bật cơ này. Còi đèn điện tử cũng rất chất luôn. Hộp số của nó là được gắn ở như trên khung ngang nha các bác. Gắn trên khung ngang nhá. Đây 5 số đây các bác. 5 số. Thật nhạy. Khi di chuyển mới vào số nha các bác. Không vào số nguội. Các bác đi xe thể thao có số thì các bác nên khi vận hành xe trên đường thì các bác phải lên vào số. Chứ đừng vào số nguội nhá. Khi bấm xả cũng vậy chứ. Hệ thống điện rất chi là chất. Xe này là cũng có bình dynamo ăn lốp rồi. Có bình dynamo ăn lốp rồi. Đang còn rất nhạy luôn, rất mới luôn. Còn hệ thống điện này có pin ở như phía gác ba ga sau này, lát em giới thiệu tiếp.
các bác xem khung sườn mạn sườn trái luôn nhá. Hệ thống dây là đi nổi nhá, đi nổi dọc theo khung ngang cũng như khung chéo nhá. Chiếc xe dùng là dạng phố cà phê rất chất, đi du lịch đường phố cũng rất chi là chất luôn. Các tem chữ này các bác, nguyên zin đét đang còn rất mới luôn. Xe này đem sách tay về đấu giá cho nên là các bác yên tâm về chất lượng, hồ sơ giấy tờ rất chi là chi tiết nhá. Cái đàn của nó này các bác này, các bác xem kỹ. Đấy, phản quang hai bên của pê đàn là màu đỏ nhá, màu đỏ nhá, đệm giòn cao su. Gọng của nó gọng thép chống gỉ, gọng thép chống gỉ, gọng thép mạ inox sáng choang luôn, rất chất. Chân trống là chân trống, là chân trống đũa inox zin đét theo xe luôn. Hộp đây là hộp cấp dầu, nó là phanh đĩa dầu các bạn. Phanh sau nó là phanh đĩa dầu nhá, phanh đĩa dầu rất ăn luôn đấy, rất nhạy. Bình dynamo của nó là bình ăn lốp của nó là bình 3,2W, 6V 3,2, 3,2W nhá. Gabaga phía sau là Gabaga gọng inox zin theo xe nhá, trang bị zin theo xe luôn. Đấy, cũng đèn sau của nó này, nhìn rất chi là hầm hố các bạn, nhìn rất hầm hố, như thế là dạng là đùi sau của máy bay phản lực. Các bác cứ tưởng tượng là nó như đùi sau của phần máy bay phản lực, nhìn rất đẹp luôn này các bác này. Nó có hai đạn, hai phản quang màu đỏ hai bên. Đấy, giữa là tem chữ Penny cũng phản quang màu đỏ luôn nhá. Rất chất. Hộp bình xem. Đây, đây là cái hộp phụ các bác. Đây là cái hộp phụ trang trí rất đẹp. Và bình dầu bên kia lúc nãy em giới thiệu đây là bình dầu không phải nhá. Xin lỗi các bác. Bên kia em vừa giới thiệu bình dầu, nó ở bên phía kia, dầu của phanh ấy. Xe sử dụng 5 đĩa 5 lít nhá, một đĩa 5 lít mới keng luôn. Ốp đĩa Penny này, tem chữ này. Rất chất này. Quy đề đây. Quy đề của nó đây các bác. Quy đề của Santos. Quy đề của Santos. Và hạng luôn, zin đét luôn, hàng còn mới càng xả bang luôn các bác. Rất đẹp. Ốp đĩa này, ốp đĩa zin theo xe luôn này. Mạ chrome sáng choang luôn. Ốp đĩa ốp chắn xích luôn ạ. Xích clip là còn rất chi là chất nhá. Mới càng luôn nhá. Đĩa cũng vậy. Đùi đĩa xích clip đều mới càng luôn. Hãng luôn các bác. Rất chất. Mạ sơn phái đây. Tem chữ này. Tem chữ này. Harlin Benny. Cái này là cái dòng tem chữ của xe. Này thì các bác cần thì em dịch cho các bác trên Google. Google dịch. Xe khung cảm thép, thép cổ rất chi là chất các bạn. Rất đẹp luôn. Tổng thể xe là như vậy. Còn các bác yêu thích chiếc xe này, cứ kết bạn Zalo với em. Cần tư vấn, hỏi thêm gì thì em sẽ trả lời cho các bác. Chiếc xe này là em báo với các bác là bên Nhật họ đã độ đèn nhá. Độ bộ đèn này ở bên Nhật luôn nhá. Lát này em sẽ soi cái giấy tờ cho các bác xem là nó đã độ. Còn nguyên zin xe nó cỡ bộ đèn nó không phải vậy nhá. Tuy nhiên là công ty họ đã độ thêm đèn của chiếc xe và họ có giấy tờ đàng hoàng. Nguyên thùng đấy các bác này. Đây. Đây có giấy tờ độ đèn xe đây các bác. Xe của nó đấy, tuy nhiên là giấy tờ xe đầy đủ hết. Kể cả tem bảo hành kiểm định đây các bác này. Bác xem này. Đó. Phần đây. Em gọi lâu lâu xíu các bác quan sát nhé. Đấy bộ đèn sau của nó đó. Kích thước đèn sau, đèn trước. Chế độ phần điện, phần đèn thôi các bác. Còi em vừa bấm kêu tít tít các bác xem đấy. Đó. Độ tuy nhiên là ở bên Nhật nhá, họ độ ở bên đấy luôn rồi nhá. Giấy tờ hướng dẫn sử dụng, sổ hướng dẫn sử dụng xe này.
chế độ về dinh dưỡng là khi đi xe đạp thể thao họ có cái cuốn cẩm nang cho các bác nghiên cứu. Đây là sách hướng dẫn xe Bentley thể thao Manu, dạng xe thể thao đấy các bác. Đó, đây, nó có đầy đủ hết đây. Đây, nhìn bản xe, đây là sách hướng dẫn xe nhé. Đây nó có cái túi tem này, tem khi mua xe, tem bảo phiếu bảo hành xe đấy, khi mua xe đấy các bác. Nói chung giấy tờ đầy đủ nhá. Một chiếc xe sản xuất ở những thập niên 70 rất chất. Và giá cũng rất chi là chất luôn nha các bác. Giá cũng chất như nước cất. Các bác có điều kiện thì mua chiếc xe để trưng bày, treo phòng khách, trưng bày quán cà phê hay là đi dạo phố, rất chi là đẹp luôn. Chiếc xe này em bán với các bác với giá là 98 triệu nha. 98 triệu bao ship tận nhà luôn. Có giấy tờ đầy đủ hết, gửi cho các bác luôn trước khi mua xe. Các bác yêu thích chiếc xe này thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0912 746 836. Và số này cũng số Zalo mở nhá. Số Zalo mở nha các bác. Và xe này không có mã số đâu. Bác cứ nhớ về dòng xe lướt, dòng xe đấu giá bên em thì nó hạn chế rồi, đếm trên đầu ngón tay thôi các bác. Cho nên là các bác cứ nói xe là em biết, là em sẽ đưa xe ra tư vấn thêm cho các bác nhé. Đây là chiếc Bentley nhá, Harley Bentley. Chiếc xe thủy thủ rất chi là chất luôn. Em báo giá lại là 98 triệu nha các bác. 98 triệu bao ship tận nhà. Bác nào yêu thích thì gọi ngay cho em hoặc là nhắn vào Zalo cho em để em tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.